Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trong gian bếp của nhà mình hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ăn cho gia đình của chúng ta, nhưng vẫn đảm bảo cho việc ăn kiêng, keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ăn, đó là chân gà nướng muối ớt keto. Đây là khoảng 1,2 kg chân gà. Đây là loại chân gà mình mua ở trong chợ, người ta đã lột bỏ sạch phần da và một phần móng. Thì và đây là các nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị ướp nha. Chúng ta có tương ớt, dầu hào nè, muối ớt nè, đường kiêng. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một ít muối vào trong cái tô nước, và chúng ta nặn vào trong đây là nửa trái chanh để chúng ta rửa cái phần chân gà của chúng ta đó nha các bạn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị làm móng cho phần chân gà. Mình không có thích cái móng, tuy là cái phần móng đã được lột rồi nhưng mà mình vẫn cắt bỏ móng đi. Cái móng này là người ta đã lột cái móng già bỏ rồi, còn cái phần móng non ở bên trong đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ cắt bỏ phần móng. Đây, mình dùng kéo và mình cắt bỏ phần móng. Và mình sẽ cho chân gà vào trong tô nước có muối và chanh để mà mình chuẩn bị rửa cho cái phần chân gà của mình được sạch sẽ nha các bạn. Đây là phần chân gà sau khi đã được làm móng. Và chúng ta sẽ rửa sạch. Chúng ta ngâm rửa độ khoảng chừng 2 đến 3 phút cho nó sạch, rồi chúng ta sẽ vớt ra, chúng ta để ráo nha các bạn. Đây là một trong một cái tô thì mình chuẩn bị cho gia vị mình ướp đó. Mình cho độ khoảng 1 muỗng cà phê muối. Loại muối này là loại muối giống như loại muối ớt để chấm cốc ỏi đó các bạn. Và nếu mà chúng ta không có muối đó thì chúng ta có thể cho muối và ớt tươi cũng được. Ở đây mình cho khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 gói đường ăn kiêng Splendor. Mình lộn rồi, hồi nãy là mình cho 1 muỗng cà phê nước tương, bây giờ là 1 muỗng cà phê dầu hào. Rồi mình sẽ cho 1 muỗng cà phê tương ớt. Mình sẽ cho 1 muỗng cà phê màu hạt điều, đây là dầu. Dầu mình làm màu hạt điều đó nha các bạn. Để cho cái phần chân gà sau khi nướng nó sẽ vàng đều đó các bạn. Và chúng ta sẽ quậy đều lên. Mình có thể cho thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm nữa chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần chân gà ở cái phần phía trong mặt chân gà nha các bạn. Mình khứa một đường như thế này nè. Bạn nào khỏe thì dùng tay mình xắn cho cái chân gà nó được bể ra như thế này luôn. Còn không nổi á, thì chúng ta sẽ lấy một cái con dao nặng khác và chúng ta sẽ chặt chân gà nha các bạn. Không khéo thì rất là đau tay nha. Mình làm được vài cái rồi là cái tay mình nó đau rồi, nên mình phải lấy một cái dao khác và mình làm. Đây, chúng ta sẽ chặt cho cái xương nó bể ra để khi mà chúng ta nướng cái phần chân gà của chúng ta được xòe ra đó các bạn. Đây, mình sẽ chặt như thế này nè các bạn. Rồi mình dùng dao và mình chặt đó các bạn, cho nó không bị đau tay đó. Rồi sau khi chân gà đã chặt xong rồi thì chúng ta sẽ trộn đều cái gia vị mà chúng ta chuẩn bị hồi nãy á, cho chân gà của chúng ta được thấm nha các bạn. Đây,
chân gà chúng ta sẽ thấm vào phần trong chỗ này nè, rất là ngon các bạn. Khi mà nướng lên thì gia vị nó thấm vô trong á, nó ngon, nên chúng ta phải chặt các bạn. Sau đó chúng ta sẽ ướp từ 5 đến 15 phút là cũng ok để chúng ta có thể nướng được đó các bạn. Và sau khi chân gà đã thấm thì chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Đây là cái lò nướng của nhà mình. Cái lò nướng này rất là tiện dụng, mình sử dụng nó hàng ngày trong công việc nấu ăn của mình luôn đó các bạn. Gọi là chảo chiên không dầu đó. Hôm bữa mình có nói lộn, đây là người ta gọi là chảo chiên không dầu, còn mình nói gọi nó là cái lò nướng air fryer. Đúng rồi, tiếng Anh dở quá. Đây là chảo chiên không dầu đó các bạn. Mình xài được gần 3 năm rồi đó. Đây là cái lò nướng hiệu Philips, rất là tốt. Lúc mình mua thì nó độ là khoảng 200 mấy đô đó. Nhưng mà mình đã xài nó được gần 3 năm rồi. Đây, chúng ta sẽ cho vào và chúng ta sẽ nướng. Mình nướng nhiệt độ cao nhất là 390 độ F của máy đó. Rồi, sau khi mình đã nướng chân gà xong đây, thì cái chân gà của chúng ta như thế này nè, nó sẽ vàng mặt dưới lẫn mặt trên luôn. Các bạn đừng có nướng lâu quá thì chân gà của chúng ta sẽ bị khô, ăn không có ngon nha. Mình nướng vừa chín tới, chân gà ăn thì sừng sực, rất là ngon. Đây là phần chân gà mình đã nướng xong rồi. Chúng ta sẽ ăn kèm với rau xà lách nè, kim chi nè, dưa chua. Đây là loại kim chi mà mình tự muối ở nhà đó các bạn. Và dưa chua, mình đã có làm video hướng dẫn là dưa chua rồi đó nha các bạn. Wow, rất là hấp dẫn các bạn ơi. Chân gà ăn vào nó sừng sực, nó không khô, mình ăn rất là ngon. Đặc biệt là trong phần chân gà có rất là nhiều collagen, rất là tốt cho da nha các bạn. Đối với mình, việc ăn kiêng keto quả thật là dễ dàng phải không các bạn? Không khó, chúng ta có thể ăn cùng với gia đình của chúng ta luôn. Đây là phần ăn của hai vợ chồng nhà mình đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Chúng ta sẽ, tại vì mình ướp cũng hơi lạt, không có mặn, không có đậm đà lắm, thì mình sẽ ăn kèm với một chút xíu muối chân ớt. Trên đây là món chân gà nướng muối ớt keto nha. Hay là bữa ăn của hai vợ chồng hơi trễ cho bữa trưa, tại vì lo làm rồi quay phim đó. Chào Việt Trinh nha. Đó thì bây giờ nó cũng hơi trễ rồi, nhưng mà cũng tranh thủ á, quay phim một chút xíu để lưu lại là cái thực đơn ăn kiêng của hai vợ chồng đó. Đây là chân gà, bên đây là mình ăn kèm với kim chi, đồ chua. Mình thiếu dưa leo ha. Được ba bạn vào xem. Bây giờ bên Việt Nam là tối, không biết bạn Việt Trinh ở nước nào thì mình cũng không biết, nhưng mà cũng like lại cái khoảnh khắc này, cái những món ăn của gia đình. Xin mời ông xã. Ông xã mình hỏi ăn được chưa? Ăn đi anh. Cũng vẫn lắm mất luôn. Đúng rồi, em kim chi chị tự muối đó. Em ở bên anh. Bên anh bây giờ là mấy giờ rồi em? Bên anh là 10 giờ sáng. Ông xã chị hỏi phải không á? Mọi người đây. Sáng ngoài cả nhà. Cái món ăn này á, chị quay cho có để một chút xíu rảnh á, chị post lên YouTube nha.
bên đây là sao? Bên anh là 6:30 tối. Bên anh là 6 giờ trưa bên anh là 6:30 tối. Cái chị có làm cái chị chưa có làm video kim chi bỏ lên YouTube, nhưng mà có làm dưa chua keto. Ok, mình lướt qua một phần cái dĩa gà. Bàn chân kiêu sa nè. Được nằm trên dĩa này. Ok không xã? Ngon. Tại vì giờ này cái món gì mà không ngon. Đá hành thuốc bắc cũng đá hành. Rồi mọi người. Hi, chào cả nhà nha. Bây giờ mình bắt đầu ăn nè. Thôi tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ mình bắt đầu mình ăn đi nha. Cái mắm dẻo hả?